Ôi chào con, lớp mình ra muộn nhỉ. Bố chào con. Con đi ra kia đón em đi. Em còn lâu rồi. Em 4 giờ đi 5 giờ này. Ừ đúng rồi. Chào con. Cô học trò Nguyễn Hồng Nhung học lớp 2. Rồi, xin chào nhá. Bố chào con, lớp mình ra muộn nhỉ.